Xin chào cả bạn, lại mình Dũng đây. Theo các bạn đọc tiêu đề thì hôm nay sẽ là chuyên mục Dũng Cannot Cook. Đã lâu lắm rồi thì cái chuyên mục này nó mới quay trở lại. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món nó sẽ đơn giản thôi. Món này thì mình cũng hay làm nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Món bánh này có tên là bánh bột mì. Hôm nay mình sẽ làm thêm cả vị trà xanh nữa. Nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nguyên liệu trước nhá. Thì đầu tiên là ở đây mình có bột mì đa dụng, đây là của Meizan. Cái này các bạn có thể tìm mua ở các cái tạp hóa hoặc là siêu thị cũng đều có. Giá thì mình cũng không nhớ lắm đâu. Đây là có đường này, đường trắng. Các bạn có thể dùng đường xay hoặc là cái đường nguyên này cũng được. Tiếp theo thì mình có đây là bột trà xanh. Thì mình đã nói là mình làm bánh bột mì trà xanh rồi mà. Đây là có nước này. Nước này thì các bạn chú ý là không dùng nước nóng, dùng nước ở nhiệt độ phòng thì sẽ là tốt nhất. Đây là vani, cái này thì có thể có hoặc có thể không thì cũng tùy các bạn. Nếu các bạn thích thơm hơn thì có thể cho vào, không mình cũng không thấy nó cần thiết lắm. Bây giờ mình sẽ nói sang đến phần các cái dụng cụ nhá. Đầu tiên thì ở đây mình có một cái bát tô. Cái bát này thì lát nữa mình sẽ dùng để trộn bột. Còn đây là hai cái bát nhỏ, một bát mình dùng để đựng bột trà xanh, còn một bát thì tí nữa mình sẽ cho cái đường này vào. Đây là mấy cái thìa, đây là thìa rong, còn đây là thìa để trộn. Đó, vậy thôi. Đây có một cái chảo, và lát nữa thì mình sẽ dùng cái này để dán cái bánh đó. Rồi, xong phần nguyên liệu và dụng cụ rồi thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu làm thôi. Mình đã đổ hết các nguyên liệu ra cái bát tô của mình rồi đây. Mình đã phải chuẩn bị thêm một cái bát nữa để lát nữa thì mình sẽ đổ hết những cái bột này vào để lúc đánh thì nó sẽ không bị kiểu nó trào ra ngoài á. Thì đây bây giờ mình sẽ đổ hết vào cái tô này. Và nước thì mình cũng sẽ cho vào nhưng mà mình cho vào từ từ chứ không cho một mạch luôn vào ấy. Đây, mình sẽ cho bột vào đầu tiên. Bột này thì mình đề xuất là các bạn sẽ dây nó để nó có thể mịn nhất có thể nhé. Nhưng mà vì mình hướng dẫn đơn giản nhất nên là mình sẽ thôi không dây, với cả do mình lười nữa. Mình sẽ cho đường vô này. Đường này thì mình đã chuẩn bị khoảng 2 thìa rưỡi, 2 thìa ăn này này. Đây là bột trà xanh nhá các bạn. Bột trà xanh thì đây là được khoảng 1 thìa này. Đây là một tablespoon nha. Để cho vô. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đảo cái này trước, còn nước thì mình sẽ cho vào sau. Đảo cái này cho nó đều ấy. Các bạn lát nữa khi đánh thì nhớ là đánh thì đừng cho nó kiểu bị, đánh thì phải cho nó mịn ấy. Thì lát nữa khi mà mình chiên rán nó lên ấy thì bánh nó sẽ đẹp. Đây. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào nhá. Nước thì mình sẽ cho từ từ thôi, không cho nhanh quá. Đấy, mình cho một chút vào trước. Đây mình sẽ trộn dần. Ơi, nó màu xanh đẹp chưa kìa. Mình cực kỳ thích cái matcha bột trà xanh á. Hãy cho thêm thì chỗ này thiếu nước rồi. Trộn lên. Ôi mùi thơm. Bột trà xanh mùi thơm quá. Mình sẽ cho thêm nữa nhé. Ok. Và mình sẽ đánh lên cho nó ra dần. Cái này thì bánh này mình khá thích ăn tại vì mình thích matcha ấy. Mình sẽ đánh như này để nó đều lên hết bị vón nhé. Đó, các bạn thấy nó đã mịn hơn chưa?
Sau khi mình đánh xong thì mình sẽ cho thêm vani vào đánh thêm một lúc rồi mình ra chiên, ra rán nha. Rán này thì mình sẽ dùng bằng bơ chứ mình không dùng dầu đâu, tại vì dầu ăn nó dầu mỡ. Rồi mình sẽ cho thêm một chút vani vào nha. Đây mình sẽ đong bằng cái thìa, bộ thìa xanh xanh lưỡi của mình. Đây. Mình sẽ cho khoảng 1 phần 4 teaspoon thìa chá. Đây cho vào. Rồi. Xong rồi sẽ lại tiếp tục đánh lên. Cho vani vào thì nó sẽ thơm hơn á. Giờ mình đang ngửi thấy rất là thơm. Mình mới lật nhé. Mình tăng lửa lên nha. À đâu, đây là tăng nhiệt. Bánh của mình nó theo hình dạng freestyle các bạn ạ. Thơm lắm, đây này. Món này mình thấy kiểu nó đơn giản lắm ấy. Là làm ăn vặt, ăn bạn bè sang chơi có thể làm để ăn, mình thấy nó cũng khá là hợp. Đây cái đĩa hồi nãy của mình đi như đây, mình cho ra đĩa này.
6 chiếc rồi sao? Mình sẽ tiếp tục nha. Đó, cái chỗ bột này mình làm được khoảng chắc là 2-3 người ăn gì đó. Thế cho cái này ra. Các bạn có biết cái bánh crepe không? Mình thấy cái này nó cứ giống giống sao ạ. Đây này. Đó, cũng hơi giống ấy nhỉ. Mình sẽ vào ăn thử đây. À không phải ăn thử mà mình sẽ vào ăn đây. Mình đã làm xong rồi đây, giờ mình lại mang vào phòng ăn và mình sẽ ăn và nói qua cảm nhận của mình về món bánh mình đã tự làm. Đây mình sẽ ăn cái trên đầu tiên nha. Tươi. Mình khá thích bánh này. Nè, nó còn do tự tay mình làm. Vị trà xanh rất là rõ. Đây, mình cho nhiều bột trà xanh á. Nếu mà các bạn không thích nhiều trà xanh thì có thể cho ra giảm tùy theo các bạn nha. Và đây chính là món bánh mà mình đã làm hôm nay trong chuyên mục Dũng Cannot Cook. Nếu các bạn có làm thử thì hãy để lại comment ở dưới để mình có thể đọc được nhé. Đừng quên like, share và subscribe channel của mình để nhận những video mới nhất. Bye bye.